Nhà chi? Cháu nội. Ngày 30 tháng 3. Chủ đề là xe máy Grab. Grab là nổi tiếng ở Đông Nam Á. Khi tôi đã du lịch ở Việt Nam, tôi đã sử dụng Grab. Grab là nổi tiếng ở Đông Nam Á. Grab là nổi tiếng ở Việt Nam. Như Grab, như ấy, xe máy, ô tô. Họ sử dụng Grab là công nghệ tốt nhất. Chúng ta có thể sử dụng điện thoại thông minh, tên là thông minh. Chúng ta có thể sử dụng ứng dụng Grab, có thể Grab. Du khách có thể sử dụng Grab để đi đi đôi nói hồ muốn để đi cổ đi bộ đi đi Grab là quan trọng cho du khách. Ví dụ, tôi có thể sử dụng Grab ứng dụng ở các hàng ở nhà hàng. Tôi có thể sử dụng Grab để sử dụng điện thoại thông minh. Tôi có thể mua Grab trong điện thoại thông minh. Khi tôi tìm xe máy của Grab, tôi có thể về, tôi có thể tìm số xe máy gần tôi cho thôi. Tôi có thể sử dụng xe máy của Grab. Grab nhồi xe máy Grab gặp tôi đi. Khi tôi sử dụng Grab, khi tôi sử dụng Grab, the Grab, the new, the semi Grab, đi đến để giúp tôi đi, and tôi có thể sử dụng xe máy, có thể tôi có thể sử dụng xe máy, tôi biết địa chỉ để đến đi đến nơi. Grab là nổi tiếng vì Grab go dạ dạ tu đen nên du khách biết dạ Grab là không mạch quả. Grab là dìa tôn nhất.
nên du khách có thể sử dụng Grab. Grab là người thiện ở bên này. Hôm nay tôi nói về Grab để sử dụng Grab đi đến nhà trình chứ chỗ ông nay và tăng và chủ đề hôm nay là xe máy Grab. Grab là một ứng dụng phổ biến ở Đông Nam Á và ở Việt Nam. Grab đất đất sử dụng ở chung là tôi đã sử dụng xe máy Grab để đi lại và cầm tay đặt trên lối. Chúng ta có thể dễ dàng đặt xe máy hoặc ô tô Grab thông qua ứng dụng. Dù này rất quan trọng cho việc đi lại hàng ngày. Đặc biệt thì chúng ta cần di chuyển nhanh trong hoặc không có phương tiện cá nhân. Tôi có thể sử dụng Grab để đến các nơi như phố xoáng xoáng hai cho mi để uống cà phê hoặc đi mua sắm. Grab cũng giúp cho người dùng dễ dàng tìm kiếm xe máy hoặc ô tô và đặt chỗ. Thì tôi cần di chuyển, tôi chỉ cần một ông dùng Grab tìm xe gần nhất và đặt chỗ dịch vụ này rất tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Khi tôi sử dụng Grab tôi cũng có thể biết tất cả phút sức thì đặt xe trước tôi để dễ dàng quản lý chi phí. Ứng dụng Grab rất nổi tiếng và hữu ích, đặc biệt là khi tôi cần di chuyển trong thành phố mặt cách nhanh hơn trong và hiệu quả. Nhờ có Grab việc di chuyển cho nên dễ dàng và tiện lợi hơn bao giờ hết. Xong. Hôm nay dùng nói là tốt nhất. Chủ đề là Grab xe máy Grab.
nên Grab nổi tiếng ở Đông Nam Á. Grab là go nổi trường, nên tôi có nội dung tốt nhất phản hồi tu AI xong.